Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Lễ tang nghệ sĩ Quang Thái. Nghệ sĩ Quang Thái mất ở tuổi 38. Lễ tang của anh được tổ chức vào ngày 24 tháng 8. Trao đổi với báo chí, đại diện gia đình cho biết lễ tang của nghệ sĩ Quang Thái được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội vào 7:30 sáng ngày 24 tháng 8. Lễ đưa tang diễn ra vào 8:30 sáng cùng ngày. Sau đó thi hài của nghệ sĩ Quang Thái được hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ. Chia sẻ trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lễ tang của nghệ sĩ Quang Thái sẽ được tổ chức đơn giản và tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Người thân bạn bè sẽ có mặt ở nhà tang lễ để diện tiễn biệt anh lần cuối. Mỗi đoàn viếng không quá 5 người và thực hiện nguyên tắc 5K, người này chia sẻ. Nghệ sĩ Quang Thái chút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Hà Nội vào sáng ngày 22 tháng 8. Anh mất sau hơn 1 năm điều trị bạo bệnh. Sự ra đi của nam nghệ sĩ để lại niềm tiếc thương trong lòng người thân và gia đình. Nghệ sĩ ưu tú Nương Huy, nhà hát ca múa nhạc Việt Nam chia sẻ, nghệ sĩ Quang Thái vừa là đồng nghiệp, vừa là anh em thân tình trong nhiều năm qua. Tôi buồn khi nhận tin Quang Thái mất. Thời gian qua tôi biết Quang Thái bệnh nặng nhưng không ngờ cậu ấy ra đi nhanh vậy. Cách đây ít ngày Quang Thái còn chia sẻ trên trang cá nhân. Xin thành kính chia buồn cùng gia quyến, nghệ sĩ ưu tú Nương Huy nói. Nghệ sĩ Quang Thái xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha của nam nghệ sĩ là nhạc sĩ Minh Quang, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Gia Tài Người Lính, Người Lính Tình Nguyện và điệu múa Apsara, Sông Lô Chiều Cuối Năm, Hoa Si Biên Giới, v.v. Nghệ sĩ Quang Thái từng theo học tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau khi ra trường, đến nay anh công tác tại nhà hát quân đội. Anh lập gia đình với Bùi Phượng và đã có 2 con. Vợ nam nghệ sĩ là diễn viên múa, làm việc tại nhà hát quân đội. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.